Quang Trung TV xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối cuối năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và chúc các bạn một năm mới 2022 chăn nuôi gặp nhiều may mắn và thành công hơn theo ý muốn của mình trong năm 2022. Và bây giờ là mình bỏ cái đèn đã. Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn cái vấn đề là có nhiều bạn mới nuôi hỏi là thỏ con thì chưa tách mẹ thì cho ăn cái gì và rau gì. Thì mình xin trả lời luôn với các bạn là thỏ chưa tách mẹ thì con mẹ nó ăn cái gì, cái con nó ăn cái đấy. Hiện tại như bây giờ mình đang cho thỏ mẹ ăn và thỏ con nó ở trong lồng cùng ăn luôn. Thì bây giờ mình quay trực tiếp cho các bạn xem nhé. Đây, buổi tối mình cho ăn cám và bình thường mình cho ăn rau ở máng cỏ. Thì tất cả là con nó ăn theo mẹ nó, thì có nghĩa là cái mẹ nó ăn cái gì cái con ăn cái đấy. Thì đây là cái đàn thỏ của mình đấy. Mẹ nó ăn nằm đây và cái con nó ăn đây. Mình cho trong cái máng rộng hơn này để cho nó ăn đấy. Có nghĩa là mẹ ăn cái gì thì con ăn cái đấy, chứ không cứ phải là thỏ con thì cho ăn riêng, thỏ mẹ cho ăn riêng. Các bạn mà cầu kỳ quá như thế thì những trang trại người ta nuôi hàng trăm nái thì người ta không làm được như các bạn đâu. Đây, trong máng ăn đây này, nó nằm nó ăn xong nó nằm nó no, nó nằm nó ngủ luôn trong này không ra. Đấy. Có nghĩa là mẹ nó ăn cái gì thì cái con ăn như đấy. Đấy, con ăn cám mẹ nó ăn cám luôn. Đây của mình đây nữa. Đấy. Cái máng cám đây này các bạn, đấy nó đang rúm ở đây nó ăn chanh của mẹ nó đấy các bạn này. Các bạn thấy không? Nó đè vào nó ăn chanh của mẹ nó luôn đấy. À, thì vì là cứ con nhốt cùng mẹ thì mẹ ăn cái gì con ăn cái đấy mà. Các bạn thấy không? Cứ mẹ ăn gì con ăn cái đấy. Cho nên là các bạn cứ hỏi tại sao là thỏ con tách mẹ thì chưa tách mẹ thì cho ăn rau gì và ăn cám gì, thì nói thật luôn là con mẹ ăn cái gì thì cái con ăn cái đấy luôn. Đây, mẹ ăn cám, con ăn cám như nhau. Không phân biệt các bạn nhé. Cứ mẹ ăn gì con ăn đấy. Đây, nó vừa ăn vừa bú rồi. Cái con nó nằm chống chân nó bú. Còn bà này bà ăn xong bà nằm thu lu rồi. Đây cũng ăn, còn một con ăn, con trong này không ăn nữa. Ăn khỏe chưa? Thế tất còn tí cám. Đây cũng đang ăn. À, con này thôi bây giờ là mình xin nhắc lại cái câu chuyện là các bạn hỏi thỏ con thì chưa tách mẹ cho ăn gì, rau gì, cám gì. Thì đây mình nói luôn, cám mẹ ăn thế nào thì con ăn thế, và mẹ ăn rau gì con ăn rau đấy. Đây là thỏ con chưa tách mẹ nhá, thì cứ mẹ ăn cái gì con ăn cái đấy, nó là như thế. Mình quay trực tiếp để các bạn nhìn rõ. Thì bây giờ mình xin phép rồi. Mình xin phép xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn buổi tối an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân trong cái buổi tối cuối năm của 2021. Và chúc tất cả bà con nuôi thỏ chúng ta sang năm mới 2022 là một năm mới thành công và
đạt được những cái ý nguyện mình mong muốn, mục tiêu mình đề ra. Thì chúc năm 2022 chúng ta là chăn nuôi được giá, thành đạt, nuôi con nào được con đấy và giá là tăng. Bây giờ Quang Trung xin phép chào tất cả các bạn nhé. Các bạn xem video cho Quang Trung xin một nút đăng ký. Xin chào các bạn.